Huấn luyện viên tuyển Việt Nam Kim Sang-sik làm gì trong lần đầu tiên đi xem V-League? Huấn luyện viên Kim Sang-sik lần đầu dự khán trận đấu ở V-League, bắt đầu công tác tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam dù chưa ký hợp đồng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik là một trong những nhân vật được quan tâm nhất trên sân hàng đấy tối qua mùng 5 tháng 5 trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và Hoàng Anh Gia Lai. Đây là lần đầu tiên nhà cầm quân người Hàn Quốc đến xem một trận đấu ở V-League để chuẩn bị cho công việc sắp tới ở đội tuyển Việt Nam. Trước đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt chân tới Việt Nam vào trưa mùng 5 tháng 5. Sau vài giờ nghỉ ngơi, nhà cầm quân sinh năm 1976 di chuyển ngay ra sân vận động hàng đấy để bắt đầu công việc chuyên môn đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam dù ông chưa chính thức nhậm chức. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng hai trợ lý là các nhân viên của công ty đại diện hỗ trợ ông Kim trong thời gian đầu có mặt ở sân từ rất sớm. Sau khi nhận được bản danh sách đăng ký thi đấu của hai đội từ ban tổ chức, huấn luyện viên người Hàn Quốc đã ngay lập tức nghiên cứu, trao đổi cùng các trợ lý. Ở trận đấu trên sân hàng đấy, Thể Công Viettel đưa ra sân lực lượng tốt nhất với những nhân tố từng khoác áo đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Philip Chelsea như Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang và cái tên đáng chú ý nhất là Nguyễn Hoàng Đức. Hoàng Anh Gia Lai cũng có vài nhân tố như Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang. Tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam liên tục trao đổi, hỏi thông tin và ghi chép trên giấy. Vị chuyên gia người Hàn Quốc theo dõi sát sao từng diễn biến của trận đấu. Sau mỗi tình huống đáng chú ý, ông nhắc nhở trợ lý của mình ghi chép và thảo luận thêm. Ông thỉnh thoảng lại giơ điện thoại hướng xuống sân để chụp ảnh. Trong khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp, huấn luyện viên Kim Sang-sik rời khán đài vào phòng nghỉ. Khi gặp các cổ động viên xin chụp ảnh, ông vui vẻ đáp ứng và ký tặng từng người. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam thân thiện, chủ động chào hỏi cổ động viên trong suốt quá trình di chuyển về chỗ ngồi. Hôm nay mùng 6 tháng 5, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), chính thức dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam và U23 Việt Nam.